Thật xót xa cho thiếu nữ xinh đẹp hồng thắm U35, có hai đời chồng và bốn đứa con, còn một tuần nữa sắp sanh mà đứa con gái lớn bỏ nhà đi, và chồng sau cũng bỏ đi biệt tâm, giờ không có khả năng để đi sanh nên em lên cầu cứu. Và câu chuyện hồng thắm có bầu sắp sanh như thế nào, quan mời quý cô chú anh chị hoặc các bạn xem hết video sẽ rõ. Em bị chồng em bỏ em 5-6 tháng rồi, với em đang mang thai, mà lúc mẹ mang thai em không hay, rồi để càng ngày càng lớn. Rồi hoàn cảnh của em bây giờ rất là khó khăn, em còn có 7 ngày nữa là em sanh rồi. À ơi, 7 ngày nữa hả? Dạ. Là bác sĩ định ngày sanh em là ngày 5 tây tháng 11. 5 tây tháng 11, bây giờ là cuối tháng 10 rồi. Dạ. Rồi cuộc sống của em á, là em buôn bán cái gì? Dạ, lúc trước em buôn bán trái cây ở dưới khu công nghiệp Hòa Phú á. Rồi bán thì cũng được, rồi bán với cả ngày hâm hủng, rồi cũng hết tiền luôn. Rồi em khổ, em ở nhà trọ, em không có tiền đóng tiền nhà. Rồi con em lùm lum hết trơn, rồi mẹ mới kêu em về đây ở nương náu với mẹ. Mẹ ăn gì em ăn nấy. Rồi mẹ cố gắng lo cho em tới em sanh xong rồi em mạnh lành lại, rồi để mẹ coi em tự kiếm cuộc sống. À, rồi em có thai gì đó mấy tháng rồi là chồng em mới bỏ? Dạ em có thai là em không có hay, tới chừng em phát hiện là ra 5 tháng rưỡi rồi. Mà nó bỏ hay là nó bị bắt? Là bỏ đi, ảnh đi trước. Đi trước xong mới bị bắt hả? Dạ. Mà em tên gì? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 88. Ừ. Em tên Hồng Thắm. Ừ. Vậy là cũng 30 mấy tuổi rồi. À, em có mấy cháu rồi? Dạ em có 3 đứa. 3 đứa rồi, giờ thêm một đứa trong bụng nữa là 4. Dạ. Hèn ơi. Mày ơi. Rồi mấy đứa nhỏ đó đâu? Dạ. Là con nhỏ cái lớn em đó. Là đi. Bỏ đi. Trời ơi. Kỳ vậy. Nó sinh năm mấy? Dạ 2012. Trời ơi, còn nhỏ vậy giờ bỏ nhà đi hồi nào? Dạ nó đi hôm nay, bữa nay nó là được 6 tháng mấy rồi. Rồi có tung tích gì không? Dạ không. Là lúc đó người con lớn đó là ở chung nhà trọ với em luôn hả? Dạ nhỏ, con gái lớn em là ở chung với em. Rồi con trai hồi nãy là thứ mấy? Dạ thứ 3. Rồi đứa nhỏ nữa? Dạ. Là đâu? Đứa nhỏ là gửi ở dưới bà chị ở dưới khu nghiệp Bà Phú á. Rồi cái đứa trong bụng nữa là 4 đứa. Dạ. Bé này trai hay gái? Trong bụng á. Gái. Gái hả? Vậy là 3 trai 1 gái. Ba gái 1 trai. Ba gái 1 trai. Trai. Ừ. Đứa sau này trai ha. Ừ. Rồi bây giờ là giờ chuẩn bị với tự không gài để dành tiền được bao nhiêu rồi? Dạ không có nhiều hết trơn. Rồi nghe nói là sanh mổ nữa hả? Dạ em sanh mổ rồi mà. Có bảo hiểm không? Dạ không. Được rồi. Tốn tiền chọn luôn rồi. Tốn chọn luôn rồi đó. Chắc còn mấy triệu. Dự định là sanh ở đâu? Ở nhà cô Sáu này ở Lại Dung rồi sanh đâu? Dạ sanh ở bên bệnh viện Sa Đéc á. Ra Sa Đéc. Dạ. Hồi lúc ở trước là hai vợ chồng á là quen nhau hay là sao? Dạ quen nhau. Thằng quê ông đó, thằng đó đâu? Dạ quê ở Vĩnh Long. Vĩnh Long luôn ha. Dạ. Rồi có mà có xích mít gì không mà? Dạ không. Tự không bỏ không đi thì em cũng không biết mà. Bỏ theo bạn gái hay gì? Dạ. Tự nhiên bỏ ngang. Thì chắc vậy quá. Thì trước khi bỏ là có thấy ổng có biểu hiện gì không? Ổng có nhắn tin hay là ổng lạnh nhạt như thế nào không? À, đi hai ba bữa rồi về rồi cái kiếm chuyện chữ đồ này kia rồi đó. Ngày thường có chữ lộn nhau không? Dạ không, em bình thường em đi bán không à. Ở với nhau có ba mặt con rồi. Ừ. Đâu ba mặt con? Bốn đứa rồi. Bốn đứa. Nhưng mà khác hẳn. Ủa vậy là vậy khác mấy hả? Con khác là chồng trước hay gì? Dạ. Khác rồi. Vậy chồng là chồng trước chồng. Là có mấy đứa? Dạ chồng trước có hai đứa. Chồng sau mà là hai hay gì? Dạ. Là đứa út với cái đứa đang trong bụng. Dạ. Vậy là hai chồng. Bà cô Sáu là mẹ nuôi ha? Dạ cô Sáu là mẹ nuôi em rồi đó tới giờ. Bà khó khăn gì mà bà biết khổ, bà kêu em về đây để cùng mang đi bán giấy số để lo cho đẻ nữa. Rồi cha mẹ ruột còn không? Dạ ba em mất rồi, em chỉ còn mẹ thôi, mà mẹ em cũng khổ, không có gì xa đét, cũng đi bán giấy số mà.
Mẹ có gia đình khác hay gì, có chồng khác hay gì? Dạ không, mẹ ở một mình. Rồi sau khi sanh là ở nhà cô Sáu này mẹ nuôi hay là ở về nhà mày ruột mình? Em sanh xong rồi em về đây em ở Tướng Cáp xong rồi em đi bán trái cây lại. Bác là con còn nhỏ nữa rồi sao buôn bán đây? Mà sao lúc đó mình biết như vậy mà mình không định cho con nhiều? Dạ em cũng không biết, lại khiến đầu hai lên nhìn 5-6 tháng trời em mới hay. Không có ngừa bỏng gì hết. Dạ không. Rồi chồng sau này là bỏ, là bỏ dứt phát chưa hay là thì từ lúc đi tới giờ là không có điện, không có gì cho em hết trơn. Mà em điện cũng không được luôn nữa. Nói chung là chắc bỏ luôn rồi đó. Thôi sẵn đây nhắn ổng về đi, kêu ổng nói em bụng sắp mà lâm bồn rồi, kêu ổng về lo tiếp. Ổng lớn tuổi chưa? Dạ ảnh sinh năm 78. Lớn 10 tuổi. Ảnh là tên gì? Dạ. Anh chồng á tên gì? Chồng tên Nguyễn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng. Giờ gặp cái bầu này ngán hay mà dễ Nguyễn Phi Hùng hả? Nguyễn Phi Hùng. Tên giống ca sĩ rồi vậy. Đôi lúc cuộc sống rồi mình không có suy nghĩ thấu đáo rồi để cho có mang thai gì rồi chồng bỏ nữa, cũng lâm vào khổ luôn. Người con thì bỏ đi nữa. Phải biết ngừa thai thì nó đỡ rồi. Rồi từ hồi trước giờ mình không có nhà cửa gì hả? Có nhà không? Dạ không, mà lúc em có chồng thì em ở bên chồng ấy. Không, mà lúc từ hồi lúc nhỏ tới lớn hả? Quê á? Dạ quê thì đó mẹ ở bên ông nội á, rồi ba em mất rồi cũng hát hủi rồi đuổi mấy mẹ con em đi á. Còn mấy mẹ con em hồi đó giờ là ở nhà trọ không à. Rồi con của em cũng còn nhỏ vậy đó mà bỏ nhà đi vậy đó. Dạ. Rồi em có tìm kiếm gì đâu chưa? Dạ có, em cũng đi tìm nhiều chỗ lắm luôn rồi mà không có tin tức gì hết trơn. Có hình nè cháu không? Dạ có. Đâu lấy hình đưa ra cho mấy anh em coi. Em bước vô em lấy. À, có đứa nhỏ nó lấy được không? Thì lấy chưa? Rồi là nó đi tới giờ 6-7 tháng luôn rồi ha. Lấy hình chị con coi. Dạ. Có đem theo điện thoại gì không? Dạ có. Mà điện không được hả? Dạ không. Nó đi nó chặn. Có dặn hờn gì gì em không? Dạ không, nó ở nhà không à. Tối ngày nó ở nhà nó coi điện thoại rồi vậy đó. Rồi cái tự nhiên cái bữa nó điện cho em, nó nói mẹ ơi bữa nay mẹ bán tới mấy giờ mẹ về. Cái em nói thiền thường á, mẹ bán tới công nhân ra 6 rưỡi thì dọn dẹp xong cũng cỡ 7 giờ rưỡi mẹ về tới nhà. Là về là nó đi mất tiêu rồi. Cháu là còn đi học không? Dạ, dạ không. Nó đi học neo, nó đi làm neo. Rồi tự nhiên bỏ đi gì à? Dạ, tự nó âm thầm nó bỏ nó đi. Có trước khi đi á, là mấy bữa trước là em có thấy con mình có biểu hiện lạ gì không? Như là có bạn trai hay là ai rủ ghen gì không? Dạ không, nói chung là tối ngày nó ở nhà nó coi điện thoại rồi nó chơi điện thoại, bạn bè nó chơi điện thoại em cũng không có biết nữa. Rồi nó quẳng quýt ở trong nhà không à. Rồi tự nhiên nó phát lên là nó đi. Nó tấm hình này trong TikTok á, nó chơi TikTok bị dụ đi rồi vậy. Vậy đó hả? Ừ. Chơi TikTok. Dạ chắc nó coi điện thoại á. Là lúc đó em ở nhà trọ là có ba mẹ con thôi, em với nó với một đứa con trai. Đứa con trai của em là nó ở chung với bà ngoại nó. À. Nó đi bán với số với bà. Nói chung là với phần không có ai dạy đó. Không có ai ấy đó thì nó đi. Rồi bây giờ tiền bạc là em còn dành dụm được bao nhiêu tiền rồi? Dạ em được có mấy trăm ngàn rồi. Tiền đất ơi. Rồi có hỏi thử là mình đi sanh đẻ gì là khoảng bao nhiêu không? Nếu mà sanh mổ rồi mình ở lại cả tuần đó. Rồi có anh em hay bà con năng thuộc gì giúp đỡ cho mình đỡ phần nào không? Dạ không, chỉ có bà mẹ thôi. Là mẹ nuôi này đó hả? Dạ, chỉ có bà mẹ nuôi thôi. Rồi mà bà cô Sáu bà khó khăn nữa, bà đi bán vé số. Bà nãy nghe bà nói là bán để dành một ngày 50 ngàn để dành cho người con nuôi mình để đẻ. Bà cầu quẹt làm ăn gì được. Cô Sáu ơi! Cô Sáu ra trò chuyện, cô Sáu ơi! Cô Sáu kìa! Để dành được bao nhiêu cho con mình rồi? Dạ. Mấy triệu rồi?
giá tiền tấp tấp cho mua chiếc xe đó, rồi một ngày bán 200 bán 200 chị tiền căn tiền đồ 200 chị. Bà Sáu bao nhiêu ra, bà bao nhiêu ra, bà vừa nhúng nhảy. Còn 100 đi. Cô Sáu ngồi đó đi cô Sáu. Còn 100 rồi. Cô Sáu bà bị bệnh giống như là bệnh kêu này, bệnh này bệnh gì ta? Bà Tây Sanh ha. Cô Sáu ngồi được không? Không, ngồi. Ngồi xuống nó nhúng hay vậy? Ngồi thì ngồi được. Trời ơi, thấy bà đi mà lo cho bà. Ê bà má, má ơi, phòng dưới lên mua hết trơn. Lên mui, lên mui là lên đâu? Xét vô bà ngồi, xét vô Sáu rồi. Xét vô nói chuyện, mui là mình nói, nói gì? Mình đi ghe là mình mua, đi mui xét vô con gái kìa. Ừ. Trời ơi. Tức là cô Sáu nói tự con gà đi bán với số để dành 50 ngàn cho con gái mình để sanh đẻ. Để dành được nhiêu rồi? Để dành được 700 giữ rồi. Cái gì? Mới có 700 rưỡi à? Vậy chứ mới, nó mới. Mới đến mới lên mà mới lên đây hả? Về đây được mấy ngày rồi? Nhiêu rồi? Nâng được nửa tháng chưa? Hai một tháng gì chưa? Nửa tháng rồi, 700 rưỡi là nửa tháng rồi. Hả? Nửa 700 rưỡi là nửa tháng. Thì về. Ngày 50 ba một tháng là 15. Một tháng là triệu gửi. Nửa tháng là 700 gửi. Tiền lắm. Không có bảo hiểm nè. Không có giấy trời ha, cái giấy con mày để đâu? Mày gì? Có giấy chứng minh được không? Không có luôn. Dạ, giấy chứng minh hồi lúc ở nhà trọ với đi bán trái cây bị cháy nhà hết trơn luôn á. Này ơi. Cháy nguyên một căn nhà trọ, cháy nguyên căn nhà trọ. Chứ tới giờ chưa đó làm lại giấy chứng minh hả? Dạ chưa luôn. Đi chờ sau khi sanh rồi khỏe phắn đi làm giấy chứng minh đi. Rồi không có giấy chứng minh vô giấy tờ ta làm sao? Thì cũng lỡ rồi vô cây để cây người ta tôi ghi đẩy ai biết cái vụ đó đó giờ có đẻ đâu biết có đẻ đâu biết cô Sáu chưa có đẻ chưa biết luôn kìa đâu biết làm gì làm sao để có giấy chứng minh mới được rồi bây giờ là cô Sáu nói là để dành là tự hôm gài được 750 thôi rồi em gái nói còn có mấy trăm ngàn nữa hả trời ơi chị gái nói về giờ đẻ cho Đã nói rồi, tới ngày kêu xe thì chuyển chở qua bệnh viện rồi. Đi qua bển năn nỉ người ta, xin người ta tiền. Xe từ thiện biết chưa? Xe từ thiện biết. Biết rồi, đấy, không biết thì con cho số điện thoại để điện. Xe từ thiện, ở đây á ha. Ở Lê Dung này nè, có anh 11. Vậy không? Phải cõi này của ở trong Long Hậu á. À. Bà có kêu chưa? Bà có kêu trước chưa? Chưa biết cái đâu mà kêu. Chị bà chưa kêu nữa. Chưa biết cái đâu mà kêu. Cho bà xíu, chút xíu nói chuyện xong đi, con điện anh 11 này, con cho số điện thoại bà. Chừng nào mà em gái có chuyện gì đó thì bà điện tức cấp tốc liền, đó chạy tới đây. 10 phút là tới. À, dạ là dạ. Đây vô đó chưa được 10 phút nữa, 5 phút mà. Ở đâu? Long Hậu ra đây gần. Chợ Long Thành này à. À, chợ Long Thành. Chợ Long Thành thì gần. Đi cơ đi. Cái. Rồi không còn một cái nguồn nào để mình mượn tiền ai hay là mình làm cái gì để cho có khoảng 5-10 triệu để đi sanh hả em? Dạ không. Mẹ nó bệnh. Có kinh nhắn hết rồi. Uống thuốc, bán đi chỗ uống thuốc không? Chàng đất ơi. Mẹ nó bị chết. Khớp gối. Qua cái cuộc này rồi á, em gắng rút kinh nghiệm lại cuộc sống của mình. Thứ nhất, chồng bỏ rồi thì chấp nhận vậy để sống mình nuôi con, làm nuôi con. Chứ dạ và không có ai thương nữa thì định. Và lỡ cái bào thai có rồi thì cứ sanh đẻ. Gặp may mắn thì mạnh thường quân người ta giúp đỡ được á, thì mình có tiền mình sanh nở thì chăm sóc nó sẽ khỏe hơn. Rồi từ đây về sau mình gắng sống để nuôi con. Nói chừng. Lần này bà Sáu kêu bác sĩ thiến luôn đi. Tao đâu có con đâu mà thiến. Kêu bác sĩ chị lắc bỏ đi. Thôi cái chuyện đó tính sao đi. Đừng giờ trước mắt nè. Chừng nào đi xuống đẻ đó, mình nói tôi chỉ. Rồi bây giờ vậy nè em gái, em nhắn gửi lên mấy anh em video mấy anh em đi về cái con gái của em họ tên gì. Hình ảnh thì nữa mấy anh lấy gắn lên sau. Em bây giờ em kêu gọi con của em tên gì và con em có coi qua video này có thể là biết được sự khó khăn của người mẹ thì con em có thể quay về để chăm sóc cho em và đứa em của mình.
Rồi em nhắn gửi người con của mình đi, tên gì? Mẹ nhắn gửi con tên là Trương Anh Hồng. Con có được cái clip này của anh Mười Quân. Mẹ con của mẹ, hoàn cảnh của mẹ rất là khó khăn. Trong cái từ đây tới là vô đường bế tắc. Con có nhận được cái clip này, con có coi được thì con sắp xếp con về với mẹ đi. Mẹ rất là trông con về, dù con cỡ nào con cũng về với mẹ đi. Cháu tên Hồng ha. Dạ. Sinh 2012. Tự lịch sửa. À, cháu Hồng có nghe mẹ của mình kêu gọi đó, có xem qua mấy cái video này, với mẹ cũng đang mang một đứa em thì còn 7 ngày nữa sanh rồi, gắng cố gắng để quay về để chăm sóc mẹ và người em của mình nha Hồng ơi. Cô Sáu có lời nào nói với cháu ngoại mình không? À, bé Sữa giờ đó, tên bé con, Sữa hả? À, con đi á là mẹ con bà ngoại thương nhớ gì cười thì con có nghe lời ai đó con suy nghĩ để con đi về. Về đây với mẹ con đi, mẹ con gần ngày sinh nở mà bà ngoại bệnh, không có tiền nuôi mẹ con. Thì rồi con về đây đặng nuôi mẹ con đẻ đi. Mẹ con không có gầy la, không có gì đâu. Bà ngoại cũng thương bé Sữa. Thấy không? Con đừng có nghe lời người ta rồi khổ đời con gái nha con. Đi về với mẹ nè. Mẹ của con á, về với bé mẹ Thắm á. Chứ bà ngoại cũng nhớ con nữa thì okay. Con chuẩn bị sanh rồi đó bà Sáu ơi. Nó chuẩn bị đẻ đó. Khổ quá ha. Chồng thì bỏ, con trời, thì cũng bỏ đi. Thấy mà rồi bây giờ sắp sanh nữa. Thấy cô cũng đứa ruộng mà. Cô trời biết giúp gì vợ cô đâu có tiền đâu mà giúp người giúp kiếm gì đứa cô không ra cũng nữa. Bệnh hoạn cô để người xin nhóc hết trơn. Đau lòng. Thôi em gái gán lỡ dù gì cũng lỡ rồi. Chị mình gán niệm Phật và mình gán sống lại cho tốt sau khi sanh. Rồi trong cái thời gian mà chồng bỏ rồi con bỏ nó rồi lúc đó chị mang bầu rồi cái lúc mà chị ở một mình đó, chị cảm thấy nó buồn lắm không? Dạ buồn. Tủi lắm ha. Khi mà cái sự khó khăn của mình mà không có ai bên cạnh để mà san sẻ ha. Mẹ em đi bộ em cũng kiếm con em luôn. Mẹ em không biết đường kiếm. Cũng đi tìm kiếm nó lâu không, nhiều không? Dạ nhiều. Đi ghê chị đi. Ở dưới thì ta cũng nói làm đi nghiêng phép gì á. Người ta gặp ở ngoài đường người ta chỉ ở đâu em cũng đi. Bé Sữa nó đi bao lâu rồi? Dạ 6 tháng mấy rồi. Rồi lúc đó là nó biết chị có bầu không? Dạ không. Không ha. Trời ơi. Hy vọng cho cháu xem được mấy video của mấy anh em đi biết để cha quay về. Rồi cô Sáu cũng khó khăn nữa, sao mà đứng ra mà bảo bọc con nuôi mình vậy? Không có bảo bọc mình mà anh giờ nó khổ nên về đây thì mẹ con có mắm gì ăn mắm, có muối ăn muối. Bây giờ tôi kệ tôi nhịn ăn, tôi cho mỗi ngày là 50 ngàn. Chứ để cha mẹ rồi tiền đồng chim con. Giờ họ không có cắt gì ăn khóc. Không tiền mẹ ơi con thấy không có tiền mình trả không thôi. Bà Sáu thì cũng khó khăn đó, nhưng mà bà cu mang em thì sau này có gì đó em mà có cá giả này kia đó thì cố gắng chăm sóc lại cho bà Sáu. Vậy thưa vậy trời rồi về đây nói mẹ con khổ bây giờ mới tiền rồi chồng cũng bỏ vậy đó. Rồi vợ mẹ cho con ở đây đẻ đi, nói đẻ rồi sao tao nuôi mày được, rồi sao tao chở mày đi được, nói nữa mẹ kêu xe từ chuyện nó chở con qua bệnh viện rồi qua bển con đẻ đi, rồi con đi xin tiền cô bác đi đóng tiền bác sĩ nói trời đi vô bác sĩ kêu đóng tiền liền rồi chứ đâu có mà xin vô là bác sĩ kêu đóng tiền liền á. Thường thì một cái ca mổ là sanh là khoảng bao nhiêu tiền chị? Ai đây không biết chê trời không có đẻ mấy triệu không? Không biết nữa. Tùy gói hả? Ở dưới quê chắc cũng khoảng 17-18 triệu đó.
nổi dị thấm kìa. À, hồi đó chỉ có xanh ba lần thôi. Có xanh mẫu chưa? Dạ có. Lần gì phán nhiêu tiền? Dạ có mười mấy triệu. Mười mấy triệu. 18 triệu biết, đó, đó. Biết có em bé mà không với phần không có giấy tờ rồi sao đi mua bảo hiểm được? Không chỉ làm giấy tờ. Bây giờ mua có đâu kịp đâu. Mua sao kịp? Kịp, đâu có giấy chứng minh đâu mà mua. Từng nữa mua bảo hiểm ai rồi ai bán? Chị Thắm mà đâu có giấy tờ gì đâu. Chị Thắm hồi nào giờ không có căn cước công dân hả? Dạ mà có nhưng mà em mướn nhà em ở với Hòa Phú em bán trái cây rồi em bị cháy nhà cháy hết trơn cậu. Dạ cháy nhà mất cự nguyên dễ nhà chỗ người ta chạy tùm lum rồi chừng nữa ở đây giờ đưa đi là cô Sáu cũng đi theo với không, em ấy hay gì? Không, cô nói rồi cô đâu đi được đâu chứ sao ai đi? Đi được mẹ của em đi hay gì? Dạ mẹ em đi xuống bệnh viện. Xuống bệnh viện ha. Với nhà cái cô ở sớm hồi đó ở nhà chợ gần đó cô đó nuôi giúp cô không có đi được à. Cô làm sao mà đi được xuống tới bệnh viện? Cô vô cô nhún nhảy hoài sao lên cầu thang được? Mà cái vô bệnh viện cũng cao không à? Thôi. Thôi, lắm. Với bệnh mà yếu yếu vô bệnh viện là dễ mệt theo á. Đúng rồi á. Cô không có đi. Cô nói trước mà không có đi. Cô không có đi. Chỉ xe từ thiện với nhờ mấy người cô bác ở trong bệnh viện đó người ta dẫn vô dụng. Chứ cô đâu có đi được đâu. Cô chỉ đặt dự thương cho ăn chú thôi. Chứ nuôi què đi nuôi sủi mà què này nuôi sủi không được. Què này đi khó. Chỉ bán vé số để góp tiền thì được ha. Dạ, đi. Mà không có giấy tờ gì nữa sao mà mướn nhà trọ ở được. Vậy. Dạ. Không có giấy tờ sao mà mướn nhà trọ. Dạ, em ở nhà trọ đó hồi lúc em còn giấy á. Rồi em bị cháy nhà rồi em ở hoài nhà trọ đó mấy năm. Nhưng mà mình vẫn phải có cái giấy tờ để cho nó hợp pháp. Giấy tờ xanh đẻ. Giấy tờ xanh đẻ thì chừng nữa kêu người mẹ đứng tên ra để bao lãnh. Dạ, mẹ nó cũng không có giấy tờ gì luôn. Mẹ cũng không có luôn. Theo như là ở đây là ở mau thì được nha, nhưng mà ở lâu là công an vô á. Ừ. Ở bây giờ mình không có căn cước gì nữa mà làm cái giấy chứng sanh á. Nói với mấy chú công an. Cô nói với mẹ, nói với mấy chú công an dặn ra công an rồi. Dặn ra công an. Nói bây giờ cô làm giấy tờ, kêu nó đi làm. Mình phải có cái giấy tờ mình đi đâu mình làm được. Mấy chú công an. Thẻ căn cước là cái bổn mạng của mình luôn á. Gán này nữa sanh đẻ xong rồi đi làm lại nha em. Dạ. Hôm nay cũng có duyên mấy anh em đi xuống Lai Dung á, cũng có dịp ghé ăn thăm cô Sáu và tình cờ biết được cái cốt truyện của em hoặc là bi đáp vừa bị chồng bỏ nè, rồi con bỏ nữa, bây giờ là cái thai sắp sanh cho sau mấy ngày thì không có tiền bạc gì hết. Anh xin gửi em 1 triệu rưỡi từ tấm lòng của chị Quỳnh Mai Ngọc 500 ngàn, thứ hai là của em gái giấu tên ở Mỹ 500 ngàn, thứ ba là của chị Phương Dung ở nước Úc 500 ngàn. Đây là 1 triệu rưỡi nha của ba Mạnh Thường Quân đó, còn đây là 500 nghìn của anh. Anh gửi em thêm ha, hỗ trợ em thêm. Còn em Quang có gửi đúng không? Rồi đây thì 1 500 ngàn của chị Hoa Đinh á, bên Mỹ hỗ trợ cho em để sinh em bé nha. Sắp sinh nở. Dạ, rồi nói cảm ơn đi. Dạ, em cũng chân thành cảm ơn mấy chị đã giúp đỡ cho em trong lúc em khó khăn, em gần ngày sinh nở. Em chân thành em cảm ơn anh mấy chị đã ủng hộ giúp đỡ cho em rồi. Mấy anh mấy chị thôi được rồi, cũng hiểu rồi. Rồi dạ, thông qua mấy cái video của mấy anh em này nè, ví dụ bà con cô bác xem có duyên với em thương người ta giúp đỡ thì mấy anh em sẽ nhận để đến trao cho em để có thêm một ít tiền để lo cho sanh con. Cuộc sống của mình khó khăn và sống như thế nào ở lúc trước thì bây giờ từ đây về sau được cô bác Mạnh Thường Quân ta thương ta hỗ trợ như thế này thì mình cố gắng mình sống tốt và sống chăm sóc con cái đàng hoàng cho nó tốt đẹp ha. Dạ. Mình cũng ấy rồi, cũng có nhiều con rồi, đừng có cố gắng, đừng có sinh đẻ nữa nha. Dạ. Rút kinh nghiệm. Vậy viết lệ của chú ra hả? Tôi thì cũng là người bệnh hoạn mà tôi thấy hoàn cảnh của Thắm Thi
tội nghiệp tôi cũng chia sớt tình thương với nó, thì mong nó cố gắng phấn đấu lên. Và thành thật cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho nó, thì tôi chân thành cảm ơn và cảm ơn trong đội tấp tấp YouTube du tấp YouTube chứ không phải tấp tấp Facebook trong đội YouTube đã có một cái tinh thần cao cả để thương những mảnh đời khó khăn. Cảm ơn mấy chú tấp tấp nhiều lắm. Tấp tấp quen rồi ha. Tấp tấp rồi không sao cô Sáu ơi. Bây giờ từ đây về sau còn xanh nữa không hay là mình ở vậy luôn? Hết xuống rồi. Dạ. Hỏi vậy. Không hỏi có mong chồng quay về không? Chồng qua đi có mong chồng quay về không? Nhắn gửi cho chồng đi kêu ổng quay về. Không có một. Nhiều khi ổng lầm đường lỡ bước mà ổng muốn quay về mà ổng ổng sợ thì sao? Không sợ vợ mà giận ổng không dám về. Giờ mình có cơ hội mình nhắn ổng mà ổng về rồi sao? Lúc có tiền là vợ là chồng mày nấu khế tiền đã hết vợ dọc, không mới kêu đi đồ đồ quỷ đồ yêu bỏ đi. Kêu nó thằng tổ. Cái gì là mình hồi đó mà hai vợ chồng ở có làm giấy không? Không bây giờ bỏ nhau thì cũng mấy. Rồi ví dụ mà chồng em mà có ăn năn hối hận mà quay về vậy thì em có chấp nhận không hay là mình dứt phát luôn? Dạ em chồng ngồi chồng chứ. Sao thì sao nói đi. Dụ như mai mốt mà chồng của Thấm là về đây ở chung nhà thì Sáu có không nuôi luôn không. Chị ơi Thấm ta chịu mà thôi, đời đa tình liền nghĩa. Người vô nghĩa vô tình đẹp mấy người đó không xài. Nói chung thì cái việc này cũng khó. Cô Sáu thì người ngoài nhìn thấy thì cô Sáu đôi lúc ấy, còn đôi lúc thì cái em Thấm á, đôi lúc cái tình nghĩa vợ chồng nếu mà thông cảm và hiểu cho nhau được, biết sửa đổi là cái đó là do em Thấm nhìn nhận người chồng của mình có sửa được đổi được thì quay về ở, thì em Thấm cũng đôi lúc tha lỗi để ở. Còn em Thấm cảm thấy không được thì mình có thể mình giúp phát. Thì cái đó là do em Thấm thôi cô Sáu ơi. Chứ mình quyết định cũng không có được. Tôi không quyết định nha mà. Tôi nói đây nè, nó trở về với chồng. Đừng bao giờ người đối được chứ chết cũng không. Tôi có lẽ tôi cũng không cho 1.000 nữa. Tôi không cho. Tức là cô Sáu thì thấy buồn và không có chấp nhận con rể như vậy ha. Không phải là con buồn. Người dân với người dân nha, mà mình thấy là sống thì phải có cái tình, cái nghĩa mới bền vững. Không tình, không nghĩa là không bao giờ bền vững. Sống vì tiền là chết. Vậy thôi, chứ không biết chuyện vợ chồng. Này là con trai hả? Con trai của chị, cô quen hả Thấm? Dạ. Ra đây con trai. Con trai ra cầu cái trai thứ mấy Hồng Thấm? Nãy nó thứ ba. Mày dạ, thứ mấy? Thứ ba ha. Rồi cái mẹ là con. Đi ba ngồi xuống với ông ngoại. Rồi. Là nói cháu này là đi bán vé số đó hả? Dạ. Tiền ơi. Dạ. Cháu nó biết bán vé số. Bán với bà ngoại đó hả? Ngoại sao cháu mấy cô sao mấy cô. Thôi em giỏi. Ơi, giỏi quá. Giỏi. Là bán được mấy bữa rồi cô Sáu? Bán mày bán. Bán đâu lắm mà nó. Đâu rồi. Lành kìa. Mày nó lành dữ lắm á. Đi nãy nói không dám nói chuyện nhé. Đâu con mời vé số sao đâu con mời coi. Đúng rồi cậu cô ơi mua số cho con. Sao nữa? Vậy ơi số cho con ông với bà số cho con. Rồi con biết tiền không? Biết. Tiền. Không biết luôn. Không biết luôn rồi sao mà, lấy tiền? Mà nãy con á. Còn ngoại con kìa biết tấm đó là tấm bao nhiêu không? Đâu chú lấy vé số đem ra đây tôi mua chú ơi. Nhiều tấm kè cho lấy số kìa. Tấm này có lấy số kìa. Tấm đó nhiều. Nhiều. 200. Rồi lấy vợ đó mẹ. Rồi cháu bán rồi tiền sao cô Sáu? Bán vé số rồi đưa tiền cho bà ngoại nó bán số. Không có cái cách mà lấy tiền của khách á. Đâu con lấy tiền của khách rồi. Bây giờ mà chú bán tiền đó tôi, của mẹ đó. Tiền của mẹ đâu phải tiền ngoại. Chú bán tôi hai tờ giấy số. Rồi chú lấy tiền rồi tiền này rồi chú thối làm sao? Chú thối làm sao đâu chú thối tôi coi. Chú thối đi chú. Chú thối đi chú nó kêu còn thối. Tôi mua giấy số của ông mà không kêu người khác. Thôi được rồi chuyện này khó quá bỏ qua đi.
Nhưng mà con, bây giờ con lấy giấy số của hôm nãy á, bày với mấy cậu. Thôi ngồi 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 đây nè, ngồi đây nghe chú hỏi nè, khỏi lấy con. Rồi con ngồi xuống trước đi, ngồi trước mẹ kìa. Ngồi đây nè. Rồi, ngồi mẹ đây nghe à. Chú hỏi nha. Con thương mẹ không? Dạ không. À, thấy mẹ không có tiền con đi bán giấy số hả? Không có ngậm luôn. Bán giấy số lấy tiền nó để làm gì nè? Đó, lấy tiền nặng con ăn, nặng con nuôi mẹ. Ừ. Nuôi mẹ. Ôi, giỏi vậy ta. Có nuôi mẹ đẻ không? Không. Không, lấy tiền ăn thôi. Ngộ hả? Cậu. Ừ. Rồi con lấy tiền con ăn, con nuôi mẹ là con nuôi sao đâu, con kể cho chú nghe coi con nuôi sao. Con cho cả mẹ đồ ăn. Con mẹ ăn nha. Con mua cái gì cho mẹ ăn? À, con mua đậu rồi cho mẹ ăn. Mua lẩu luôn ha. Con mua đậu mà mấy cậu xuống ăn đậu. Ờ mày mấy cậu luôn, trời ơi ngoan ha. Con là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 4 tuổi. Ừ, tên gì? Con tên gì? Dạ con tên Bí Bo. Ờ, à, Bí Bo ha. Ai lượm nuôi? Ai lượm nuôi? Rồi cha con đâu? Bí Bo cha con đâu? Cha con đi làm rồi. À đi làm hả? Làm đâu? Làm ở dưới Sài Gòn. Ừ. Trời ơi, biết luôn, biết làm Sài Gòn luôn. Làm ở Sài Gòn luôn. Ai đây nè, ngoại hỏi nè, ai lụm con? Thế mà nãy lụm con nhà lúc trước ở nhà Hùng Giác đó. Ừ. Rồi, ai nuôi con? Thế mà nãy nuôi con. Dạ hả? Mà nãy nuôi con á, mà nãy mua sữa, mua kìa, mua bánh rồi cho con á. Cha có điện gì không Bí Bo? Không. Sao không điện gì vậy? Mà con biết ở Sài Gòn. À, con biết ở Sài Gòn mà cha con hết thương con, mẹ thương con. Cha hết thương, mẹ thương ha. Từ nữa lớn đi bán giấy số nuôi mẹ nghe không? Dạ. Bây giờ bán rồi. Bán ra cả năm. 4 tuổi mà nó giỏi nó bán số gành đó chứ. Dạ cả năm rồi đó, bán giấy số cả năm. Nó ra đời sớm á. Cái tuổi này là cái tuổi còn chơi, còn đùa giỡn mà giờ bắt bán giấy số rồi. Mấy bốc nó gành bán số lắm luôn. Nó chuyện khôn ghê ha. Ra đời sớm. Thôi coi cháu mới ba lớn à, còn 2 năm nữa mới vô lớp 1. Do đó là cũng cố gắng sau khi mình sanh nở cũng làm lụng để nuôi rồi cho cháu đi học lớp 1 rồi nha em. Dạ. Không khi để lăn lộn ngoài đời sớm không có tốt đâu. Mà mấy chú công an, cái chú công an để chỉ về nè. Thôi, thẩm nóng. Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Đó. Rồi bữa nay con có đi bán không? Là có không, con nghỉ giờ mua tại gió bão tới con nghỉ. Trời ơi, mua gió bão con nghỉ ha. Lành quá, lành đi bán nha. Con bán nhiều tờ biết không? Dạ, có 5 tờ, 60 tờ. 5 tờ, 60 tờ. 50, 60 tờ đó. Rồi con bán hết lẹ không? Dạ, con bán lẹ lắm, con bán hồi nữa là con hết trơn con gì. Bán lẹ lắm nha. Rồi cô Sáu chở cháu đi hả? Không có. Bà ngoại nó chở hay gì? Nó đi bộ. Ở ngoài xe đét á ha. Còn bà nãy thì ba đi bán một bần bá hà. Nè chú lì xì cho con ăn bánh nè. Nè con ăn cạo. Rồi, không làm. Nói chuyện lành. Biết không biết biết tờ bao nhiêu không? Không biết. Không biết kìa. 50 nghìn. 50 nghìn. Biết hát không? 50. Con biết hát không? Trăm ngàn nè, con nè, cũng... nè ông hỏi con biết hát ca hát cho biết. Mấy chú nghe cái bài gì đó rồi con hát bài đi con hát cho mà con không biết hát thì con biết hát mà con hát bài gì con bác hát bài gì đó bữa hôm con hát đó hát cho ngoại nghe mà mơ hờ con muốn ca con kia hả à, rồi ca gì rồi ca đi giỏi. Con kia đi động đi hà tới con ca gài luôn đó con ca con kia đi động đi hà tới mày núi nào tao lại cái chuyện của mày không có chuyện của mày đi ra chứ cho mày đi xá núi chùa này mà mày con ăn ha ra cái con này mày đụng tới ta mày không cái con đồng giáp tiếng Thái vậy cái chuyện núi đây hàng gì không làm đi. Rồi thôi được rồi. Cảm ơn con. Con ca tiếng Thái. Nghỉ ngơi đi. Rồi thôi nha. Nghỉ ngơi, sao nghỉ ngơi sao ơi. Thôi cố gắng làm nhà nha. Chào đây rồi, bye mọi người nha. Rồi, chúc Sáu gì sức khỏe nha, chúc chị Thắm gì sức khỏe nha. Rồi.